Hello, xin chào quý khách hàng đã quay lại với cửa hàng máy kiến Tái Quan. Thì hôm nay bên Liêm mới về cái gọng môn lăng đây, rất là đẹp ha. Rồi coi, là cái hộp giấy bên ngoài nè, nó bên trong là một cái hộp nhựa ha. Để Liêm cất cái hộp giấy trước, cất cái hộp giấy để qua đây ha. Đây là cái hộp da của môn lăng đây, ký hiệu của môn lăng luôn ha, rất là quen thuộc. Mọi người coi, cực kỳ đẹp. Hay là cái kính của chúng ta nha, bao gồm cái thẻ nè và khăn của hãng luôn ha. Mọi người coi, đây là cái kính ha. Cái hộp này thì nó có ký hết nè. Mọi người coi, rất là xịn sò nha. Rất là êm, rất là đậm, cầm trên tay rất là thích ha. Cái hộp kính rồi của môn lăng đây. Đây là cái gọng kim loại môn lăng của chúng ta ha. Mạ vàng rất là đẹp. Mọi người coi. Cái này là nhựa thấu quang ha. Mọi người coi, này nhựa thấu quang nè, nó có một cây cốt ở trong, cốt sắt ở trong nên nó rất là chắc chắn ha. Đây là cái những cái vân khí nè để hạn chế cái sự trơn trượt khi mà mình đeo vào cái tai ha. Dòng khách rất là đẹp nha. Mọi người rất là sắc nét luôn, mọi thứ rất là êm, lò xo. Mọi người coi. Đây là dòng này rất là ok. Mẫu mới nhất của 2021 ha. Rồi coi, cực kỳ đẹp luôn. Thì cái ve mũi nó đi theo nè, đi theo cái gọng nha, có ký hiệu đầy đủ nha. Đây là những cái rãnh nè mọi người coi, đây là khắc CNC laser nha, nên rất là đều, mọi người coi rất là đều nha. Mọi thứ mà nó rất là đeo, rất là êm và nó sẽ bám sát vào cái tay của mình, nó sẽ giảm bớt cái sự trơn trượt khỏi khuôn mặt, đeo vào rất là ôm phơm trên khuôn mặt nha. Mọi người coi, cực kỳ đẹp. Mọi người coi, cực kỳ đẹp ha. Những cái đường ánh sáng nó chạy trên cái gọng vàng như vậy ha. Mặt trước nè, mặt sau đầy đủ. Logo rất là quen thuộc. Thì cái gọng kính này thì nó rất là ok, rất là cái nhãn hiệu này thì mọi người đã có quen biết rất là nhiều rồi. Nên Liêm không cần phải giới thiệu nữa. Đây là những cái gọng kính chuẩn ha. Bên Liêm giới thiệu với khách hàng. Lò xo rất là mạnh mẽ và linh hoạt. Đó. Vậy là Liêm giới thiệu xong cái gọng kính này rồi. Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.